Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định gồm 6 điều, trong đó nêu rõ cán bộ đảng viên phải yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, có bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Người cán bộ cũng phải cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư, đoàn kết kỳ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết tại quy định bộ chính trị nhấn mạnh cán bộ đảng viên phải suốt đời phấn đấu trong mục đích lý tưởng cách mạng của đảng nêu cao tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc tuyệt đối trung thành với tổ quốc với sự nghiệp cách mạng của đảng hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân đồng thời tôn trọng tin tưởng gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân luôn tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh theo quy định của bộ chính trị đặt lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích chung của đảng và nhà nước của nhân dân lên trên hết trước hết kiên quyết kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích của đảng nhà nước và của nhân dân đặc biệt cán bộ đảng viên phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo dám đương đầu với khó khăn thách thức hành động vì lợi ích chung vì nước vì dân chủ động nâng cao kiến thức kỹ năng năng lực công tác làm việc trong môi trường quốc tế tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng theo đường lối đối ngoại của đảng phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển. Cũng tại quy định này, Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ đảng viên phải tâm huyết trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng thời, quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả không xa hoa, lãng phí thời gian tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân. Cán bộ đảng viên cũng phải luôn trong sạch, không tham ô tham nhũng tiêu cực, không gây phiền hà sách nhiễu, chủ động phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trung thực thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật, thế đúng phải bảo vệ, thế sai phải đấu tranh. Quy định của Bộ Chính trị nêu, nêu cao lòng tự trọng danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình người thân và người khác lợi dụng chức vụ vị trí công tác để trục lợi, bảo vệ uy tín danh dự của bản thân và tổ chức đảng, thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh đùn đẩy, tại quy định này bộ chính trị cũng yêu cầu cán bộ đảng viên phải luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng cơ quan tổ chức và trong nhân dân trước hết là ở tri bộ cơ quan đơn vị công tác khu dân cư kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ bè phái cục bộ lợi ích nhóm xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự là trong sạch vững mạnh toàn diện song song đó là nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật kỳ cương nhất là kỷ luật phát ngôn nói và làm theo đúng chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chấp hành các quy định của cơ quan đơn vị phục tùng sự phân công của đảng của tổ chức sống có nghĩa tình chân thành thương yêu đối xử giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải phù hợp với đạo lý dân tộc cùng nhau tiến bộ nêu cao trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đồn đẩy hoặc là có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm, làm tốt trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng, xã hội. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, từ 16 đến 18 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 18 tháng 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc. Ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm nhìn đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới cũng như những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan sen, Quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cạnh đó, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập đảng, và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước. Tổng bí thư đặt vấn đề, phải chăng sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã thực sự hình thành được lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu. Đặc biệt, theo Tổng bí thư, nên chăng trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất hèn chốt, cụ thể hơn như xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển. Cùng với đó, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, thu hút bồi dưỡng, phát triển trọng dụng nhân tài và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để thực sự tạo ra đột phá phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu Nhiệm vụ năm 2021-2025. Qua đó, khẳng định những kết quả thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa 13 so với các nhiệm kỳ trước. Đồng thời, dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn quan trọng Liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện. Chú ý phát hiện giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng. Hội nghị lần này đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung bộ chính trị xin ý kiến. Gồm những nội dung chỉ thị 35 CTTV còn phù hợp, những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh bổ sung, những nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế quy định của trung ương khóa 13, những nội dung không kế thừa cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là công việc hệ trọng cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỳ cương của Đảng bảo đảm tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên Tổng Bí thư lưu ý các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và Đại hội đảng bộ cấp trên đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cần quán triệt định hướng chuẩn bị văn kiện trình đại hội 14, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Qua đó, chỉ rõ những kết quả thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Tổng Bí thư yêu cầu việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao, chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, ra soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị sau hội nghị này khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội cấp cấp, góp phần cho thành công đại hội 14 của Đảng. Xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5. Đồng thời, với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Ban chấp hành Trung ương đã bổ bổ sung vào Bộ Chính trị các ông bà Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trường ban Tổ chức Trung ương, Tránh văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Dương Văn Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy, nguyên bí thư ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này cần phải nghiêm túc khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội trình hội nghị trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp. Ông cũng yêu cầu chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của bộ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024, 2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội 13 của Đảng